Xin chào các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi của kênh Net Media CCTV. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi ngày mai 23 tháng 9 năm 2020 được dự báo tiếp tục giảm từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng 1 kg trên diện rộng. Riêng tại khu vực phía Nam, khả năng vẫn duy trì ở mức ổn định. Còn trong ngày hôm nay, 22 tháng 9 năm 2020, giá heo hơi ghi nhận tiếp tục biến động từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng 1 kg. Hiện được thu mua trong khoảng từ 79.000 đồng đến 83.000 đồng 1 kg. Theo trang thông tin của Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội thảo chương trình khoa học công nghệ chăn nuôi heo theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học. Hội thảo đã tập trung thảo luận về việc chọn tạo những dòng heo hơi phù hợp với hệ thống chăn nuôi heo hướng hữu cơ và an toàn sinh học, bảo quản, chế biến, quản lý chuỗi giá trị heo hơi và hiệu quả kinh tế chuỗi nuôi heo tuần hoàn. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương tập trung phát triển chăn nuôi heo hơi với các giống cao sản theo hướng trang trại và công nghiệp, mở rộng quy mô đàn heo hơi theo hướng hữu cơ và khuyến khích phát triển công nghiệp sản xuất nguyên liệu thức ăn bổ sung. Tiếp theo bản tin là dự báo giá heo hơi của ngày mai trên 3 miền của cả nước. Ở thị trường heo hơi miền Bắc, ngày mai giá heo hơi dự báo duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 79.000 đồng đến 83.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội, Ninh Bình và Yên Bái có khả năng giảm 2.000 đồng xuống còn 80.000 đồng 1 kg. Còn tại Hà Nam và Vĩnh Phúc giảm 1.000 đồng xuống còn 81.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại vẫn không thay đổi. Ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ngày mai giá heo hơi dự báo dao động trong khoảng từ 79.000 đồng đến 82.000 đồng 1 kg. Khả năng tăng 1.000 đồng lên mức 81.000 đồng 1 kg heo hơi tại Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Giá heo hơi cao nhất ở mức 82.000 đồng 1 kg ghi nhận tại Nghệ An và Khánh Hòa. Thị trường heo hơi miền Nam, ngày mai giá heo hơi dự báo dao động trong khoảng từ 80.000 đồng đến 82.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Bình Phước và Kiên Giang thu mua chung mốc 81.000 đồng 1 kg, cùng với Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Bến Tre và Sóc Trăng. Một loạt các địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh không có sự điều chỉnh mới, thu mua với giá 80.000 đồng 1 kg. Như thường lệ, phần cuối của bản tin mời các bạn xem bảng giá heo hơi dự báo cho ngày mai 23 tháng 9 năm 2020. Trên 50 tỉnh thành của cả nước. Ở Hà Nội, giá heo hơi dự báo giảm 2.000 đồng 1 kg, Thái Bình giảm 2.000 đồng 1 kg, Hưng Yên giảm 2.000 đồng 1 kg, Quảng Bình giảm 1.000 đồng, Quảng Trị giảm 1.000 đồng, Thừa Thiên Huế giảm 1.000 đồng, Hậu Giang và Cà Mau tăng 1.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại được dự báo giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là bản tin giá heo hơi trong ngày hôm nay và dự báo giá heo hơi cho ngày mai do kênh Net Media CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.